Sơn ạ. Mình hiện tại là đang học ngành marketing em và sale ạ. Có một cái khi gặp mà anh cảm chí thì một sự nhiệt tình rất là lớn ạ. Còn sau cái buổi chào tân sinh viên khoảng 16 hôm nay thì mình thấy các anh rất là vui và có động lực đi học hành. Và nhân tiện đấy thì mình cũng cảm ơn các anh cảm chí đã đến đây. Xin chào tất cả các quý vị. Mình trước tiên thì mình xin phép giới thiệu, mình là Võ Quang Thảo, thì là tân sinh viên mới khóa 16 năm 2020. Lúc mà mình vừa mới vào trường ấy thì mình thấy là cái không khí sức trẻ nó lan rộng khắp cả khuôn viên của trường. Điều đấy được thể hiện rõ qua cái buổi team building ngày hôm nay. Mình cũng mong muốn rằng là có thể tham gia một cái câu lạc bộ nào đó để trau dồi được cái kỹ năng bản thân. Xin chào tất cả các bạn, mình là Phạm Hoàng Lộc, mình là cán bộ công tác sinh viên, hiện đang công tác tại trường cao đẳng thực hành FPT Polytechnic tại Đà Nẵng. Thì sau chương trình mình cảm nhận là chương trình khá là thú vị, cũng là sôi động và cũng như là tạo một cái cảm giác mới cho các bạn tân sinh viên khi học tại trường cao đẳng FPT. Và một lần nữa thì đây chỉ là một bước đầu cho cái sự phát triển của các bạn trong 2 năm 4 tháng tiếp theo. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã tham dự và cùng nhau tiếp tục cố gắng và nỗ lực trong tương lai. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn tân sinh viên của Epoly. Chúng ta đang trải qua những buổi học định hướng đầu tiên. Và tại những buổi học định hướng này thì chúng ta sẽ làm quen với thầy cô, trường lớp, làm quen với các bạn mới, cuộc sống mới. Và các bạn ạ, quãng thời gian sinh viên 2 năm 4 tháng tới đây sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn. Vừa rồi chúng ta đã được nghe chia sẻ của các bạn tân sinh viên. Và sau buổi học định hướng ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu vào quá trình học chuyên ngành quãng thời gian 2 năm 4 tháng. Với phương pháp đào tạo thực hành thực nghiệp, chắc chắn các bạn sẽ có những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Chúc các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ có được những công việc đáng mơ ước.